Sau hai ngày tung hoành với Hoành Mô, khi mà chàng hiện thực vì công vụ phải về Đà Nẵng trước, còn lại hai ông già lại cà rà tìm đường về địa đầu Móng Cái cho hoàn thành một vòng cung đất nước theo dự định ban đầu. Cũng may mắn khi mà sáng hôm đó nhờ thức sớm nên được dịp thấy được buổi lễ khai mạc ngày hội thể thao của huyện Bình Liêu. Những người dân dùng biên diễn thật đẹp, khỏe và vui tươi thắm hội tụ về ngày hội từ các bản làng biên cương với những cái tên rất độc đáo, gồm thị trấn Bình Liêu, xã Hoành Mô, xã Húc Động, xã Đồng Tâm, xã Tình Húc, xã Vô Ngại, xã Lục Hồn và xã Đồng Văn. DT341 là cung đường tuần biên. Nó băng theo triền núi và sông Ca Long, chạy dọc theo đường biên giới Việt Trung từ cửa khẩu Hoành Mô về thành phố Móng Cái. Nay đã được nâng cấp thành đường quốc lộ 18C. Dân cư dọc biên giới vùng này phần lớn là người dân tộc Dao Thanh Phán, người Tày, người Sáng Chỉ, người Nùng. Đường không rộng nhưng tốt và khung cảnh đẹp yên bình. Nếu không ôn lại những ngày chinh chiến của năm 1979 thì khi đi qua Pò Hèn, Đồng Văn, Hoành Mô, ít ai biết nơi đây đã từng là một bãi chiến trường khốc liệt trong cuộc chiến vệ quốc năm nào. Đồn biên phòng Pò Hèn hay gọi là đồn 209 thuộc xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã chứng kiến một trận chiến đấu bất khuất ở đó. Đồn phó Đỗ Sĩ Họa và cô mậu dịch viên Hoàng Thị Hồng Kim cùng hầu hết những người lính đã hy sinh trong tư thế hiên ngang, không lùi bước. Nếu có một câu nói nào đó có thể thể hiện được toàn bộ tinh thần chiến đấu của quân và dân ở các tỉnh biên giới trong những ngày chống quân Trung Quốc, có lẽ đó là câu nói của liệt sĩ anh hùng Đỗ Sĩ Họa, là câu nói tiêu biểu nhất. Người Việt Nam không biết quỳ gối, chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết. Đài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn xây trên nền của chính đồn công an vũ trang Pò Hèn năm 1979. Một buổi sáng mùa xuân, đứng bên đài tưởng niệm, câu nói ấy của liệt sĩ Họa chợt vang vẳng, khiến chúng tôi không khỏi sởn da gà và cay mắt. Ngay đằng sau đài tưởng niệm hiện nay là một quả đồi nho nhỏ, trông rất bình thường, không còn dấu tích gì của nơi từng diễn ra trận chiến tranh giành nhau từng tấc đất. Nhưng 35 năm trước, đó là đồi Quế, nơi anh Đỗ Sĩ Họa đã hy sinh. Người anh hùng đã chỉ huy và trực tiếp chiến đấu một trận bằng máu của chính mình. Đồng đội còn sống sót trong trận chiến tử thủ năm nào bồi hồi kể lại. Tại đồi Quế, anh Họa bố trí đội hình đánh lại quân Trung Quốc. Khi đó chúng đã chiếm được đồn, phát hiện ra vị trí hỏa lực của ta, quân Trung Quốc nã pháo dồn dập vào đồi Quế. Đồng đội chúng tôi hy sinh rất nhiều, anh Họa cũng bị thương, mặt và người bê bết máu. Hỏa lực của địch mạnh hơn và cứ sau mỗi đợt pháo, chúng lại bắt loa yêu cầu ta ra hàng. Nhưng anh Họa vẫn chỉ huy bắn trả. Ông Lý, người đồng đội năm nào còn sống sót, nhớ lại. Chúng buộc phải dùng bộ binh với số lượng áp đảo xông lên để đánh giáp lá cà với quân ta và chiếm được đồi Quế.
đồn phó Đỗ Sĩ Hòa cùng nhóm chiến sĩ của mình khi đó đã phải tạm rút lui, nhưng họ vẫn không đầu hàng mà lên ụ súng tổ chức lại lực lượng chiến đấu, tiêu diệt 227 tên lính Trung Quốc cho đến khi chiếm lại được Đồi Quế. Bị thương và mất quá nhiều máu, anh Hòa đã hy sinh, nhưng khi trút hơi thở cuối cùng, anh vẫn dặn đồng đội phải giữ vững trận địa. Ông Lý nghẹn lời. Có một bài viết về một người con gái cũng có mặt ở Bò Hàng vào ngày 17 tháng 2 của 39 năm trước. Người con gái đó không thuộc biên chế của đồn Bò Hàng, nhưng chị đã có mặt ở Bò Hàng đúng ngày giặc nổ súng. Hoàng Thị Hồng Chim vốn là cô nhân viên thương nghiệp của cửa hàng Bách Hóa Bò Hàng. Đêm trước hôm 17 tháng 2, chị Chim nhận lệnh của trên phải sơ tán cửa hàng vì quân Trung Quốc có thể đánh sang bất cứ lúc nào. Không ngờ, ngay trong đêm sơ tán cửa hàng, chị Chim cùng anh Vượng, cửa hàng trưởng, đã phải đối mặt với đạn pháo liên hồi. Trong tay cô gái Hoàng Thị Hồng Chim khi đó chỉ có một khẩu CKC và hai quả lựu đạn, và chị Chim đã yểm trợ để những người của cửa hàng sơ tán, sau đó một mình chạy về chốt chiến đấu của đồn công an vũ trang 209. Ông Hoàng Như Lý kể lại, lúc ấy chị Chim và anh Lượng, một người lính của đồn 209 đang yêu nhau. Thời điểm Chim có mặt, các chiến sĩ trong đồn đang chiến đấu ác liệt với quân Trung Quốc. Anh em ban đầu khuyên chị lùi về tuyến sau, nhưng chị kiên quyết xin đồn phó Đỗ Sĩ Hòa cho chị sát cánh cùng bộ đội chiến đấu. Được đồn phó Đỗ Sĩ Hòa giao nhiệm vụ tiếp đạn và băng bó cho thương binh, nhưng cứ mỗi lần lên tiếp đạn là chị lại phụ anh em chiến đấu, đến khi địch dùng đến pháo 130 ly nã điên cuồng vào Đồi Quế mới khiến chị Chim bị thương. Khi đồn phó Hòa hy sinh, chị Chim gần như là thủ lĩnh tinh thần của bộ đội. Chị trực tiếp cầm khẩu K-54 của anh Hòa bắn về phía quân địch khi máu đã ướt đẫm áo. Chị dính loạt đoạn trung liên và ngã xuống khi vừa tròn 25 tuổi. Ngày nay, ở xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, quê hương của người nữ dũng sĩ anh hùng, đã có một bức tượng của chị Hoàng Thị Chim được đặt ở sân trường trung học mang tên chị. Ngày nay, vào mùa tháng 10, lúa vàng ươm trên đồng, nước sông Ca Long biên biết một màu ngọc bích, những đứa trẻ vẫn hồn nhiên nô đùa. Gió bắt đầu đông qua cổng trời Bắc Phong Sinh đang vi vu, báo hiệu một mùa đông đang về trong mùi thơm lúa mới bình yên. Để trả giá cho mùa thanh bình này, âm thầm trên những đỉnh trời, những người chiến binh vẫn ngày đêm cảnh giới, những tay súng chắc vẫn sẵn sàng cho thêm một lần ra trận.